có một ổ bánh mì nữa nè. Ăn cái đi, ổ bánh mì tam giác. Cái này để đi chút bây giờ ăn lắm, bây giờ ăn nó mất thời gian lắm. Dạ. Ồ. Bán chiếu tiền từ thời gian. Dạ. À, đây đây em cắt cho, em cột này lại cho. Anh Lợi không có thời gian để mà ăn luôn á cô chú anh chị. Nói chung là sợ tốn thời gian, không có mang lời ca tiếng hát được cho mọi người. Dạ cô bác anh chị, thì hàng ngày anh Lợi phải quải một cái thùng to như thế này đi dọc đường, và hôm nay thì gặp anh Lợi ở đây để mà mình nói với anh Lợi là ngồi ở chỗ này để cho nó nhẹ một tí xíu. Dạ để em đẩy cái này lên thùng đi anh Lợi ơi ha. Dạ đẩy này lên thùng. Dạ. Mình
sợ là mình đứng đây quay người ta sẽ không có mua. Chiều giờ anh chưa ăn uống gì phải không? À, chưa ăn, chưa uống. Uống đi anh. Đây nè, anh có một ổ bánh mì nữa nè. Ăn cái đi, ổ bánh mì tam giác. Còn cái này, để đi chắc bây giờ ăn lắm, bây giờ ăn mới mất thời gian lắm. Dạ. Ồ. Bán chiếu tiền từ thời gian. Dạ. À, đây đây em cắt cho, em cột này lại cho. Anh Lợi không có thời gian để mà ăn luôn á cô chú anh chị. Nói chung là sợ tốn thời gian, không có mang lời ca tiếng hát được cho mọi người. Máng lên đây, máng lên cái cây cần đàn. Em máng lên đây. Kể từ nay em không còn sợ cô đơn. Oh,
Anh bán tâm không? Kia còn ngã tư nữa, hay là ngồi hay là đứng ở đây? À, ở đây cũng được. Ở đây chỗ khỏe ha. Tại vì đằng kia còn một ngã tư nữa. Ok, đứng ở đây được, mình cũng sắp gần nhà vậy không? Phải lại ở đây. Dạ, có một người mới mua. Nè anh. Việc hàng ngày anh Lợi hôm nay đi mấy giờ anh Lợi? 5 giờ đi. 5 giờ đi, đến giờ này là 8 giờ rưỡi rồi. 9 giờ rưỡi chưa? Ồ, 9 giờ rưỡi rồi. 9 giờ rưỡi rồi. Dạ, 9 rưỡi rồi. Nên đến cái ngã tư này xong anh sẽ về. Dép hả anh? Không. Sao anh cái gì? Cái phím toàn. Cái phím hả?